nha. Các thầy cô mất đoạn đầu thì hơi cũng hơi tiếc đúng không nhỉ? Nhưng mà ai vào muộn thì chắc là phải chịu thôi, thì hãy vào học cái khóa học chính thức ấy, thì sẽ được học lại cái phần đó cụ thể được chưa nhá. Những ai mà không được xem phần đầu thì hãy phải trong cái buổi học chính thức chúng ta phải có mặt đầy đủ, không thì chúng ta sẽ lỡ mất cái phần rất là vui đó được chưa. Rồi thì đây là cái một trong những cái bài tập mà các thầy cô có thể làm được, thầy Phương giới thiệu lại để mọi người có thể hình dung này, và chúng ta sẽ thiết kế một cái bài tập trắc nghiệm mà trong đó này các bạn đã đến với bài lời giáo cảm của giáo viên, và các bạn sẽ có 5 phút để hoàn thành bài tập này. Hãy bấm vào nút bắt đầu để làm bài nhé. Xin chúc các bạn làm bài tốt. đó thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là mình quy định thời gian cho cái kỳ thi này là 3 phút thì nó bắt đầu đếm ngược luôn này. Ở trên này thì mình sẽ có một cái là cái này chính là tại sao thầy giới thiệu cái này, bởi vì nó sẽ giúp cho các thầy cô gọi là nhàn nhã và có thể thiết kế được bài tập để giao cho học sinh một cách nhanh nhất, bởi vì thông thường những cái này nó có sẵn ở trong máy tính của chúng ta rồi đúng không, hoặc chúng ta đào ở trên mạng xuống là nó có sẵn cái đề như này rồi, cho nên là thầy không muốn là hướng dẫn lại là mọi người sẽ lập từng câu hỏi một này. Đấy, nếu có thời gian trong khóa đó thì thầy cũng sẽ dạy luôn cả lập từng câu hỏi một riêng ở trong phần mềm e-learning, nhưng đây là chúng ta sử dụng sẵn những cái gì có sẵn luôn, ví dụ như đây có thể là một cái bài mà ở trên giấy chúng ta chụp chúng ta đưa vào đây thì cũng thể biến thành bài tập trắc nghiệm được. Học sinh sẽ làm bằng cách là điền tên của mình vào đấy, chọn lớp này. Đấy, sau đó thì các con sẽ chỉ cần nhìn vào bên này ra đáp án, các con sẽ làm đấy, ví dụ này thì sẽ làm như này, làm chủ yếu đi cho nó nhanh đúng không. Em thưa thầy, thầy chia sẻ màn hình đi ạ. Còn chưa chia sẻ đấy, hư thế nhỉ. Rồi mọi người nhìn đó, là xin lỗi các thầy cô là đây nó sẽ như này, thầy Phương sẽ làm lại nha cho mọi người nhìn nha. Chào mừng các bạn đã đến với bài kiểm tra toán lớp 1. Mình sẽ Các bạn có sẽ có 3 phút để hoàn thành bài tập này. các thầy Hãy cô có bấm vào nút bắt đầu để làm bài nhé. Xin chúc các bạn làm bài tốt. Và chúng ta thấy rằng là bài thi kỳ thi này là chúng ta quy định là thi trong 3 phút, hay là các thầy cô làm là 30 phút hay 35, 40, 45 phút gì đấy, thì các thầy cô sẽ thiết kế đặt giờ cho nó. Và đồng hồ nó sẽ đếm ngược bằng cái thanh play ở bên dưới này, các thầy cô có nhìn thấy cái này nó đang đếm ngược này. Nó chạy như này là thời gian nó đang đếm lùi. Rồi là các con sẽ nhìn vào đây để làm. Thì bên này là thầy thiết kế theo kiểu này để các thầy cô có thể tận dụng lại toàn bộ những đề chúng ta đã có sẵn ở trong máy, cho nên là chúng ta học cái theo cách này của thầy Phương ấy thì chỉ chúng ta có sẵn đề rồi, chúng ta chỉ mấy phút thôi là lập tức chúng ta có một cái bài kiểm tra và gửi học sinh ngay thì học sinh làm, chúng ta không phải mất thời gian để ngồi hì hục gõ lại từng chữ, đặc biệt là với những đề mà có hình ảnh đúng không, rồi công thức toán học thì chúng ta sẽ rất khó để làm và làm sẽ mất cả tuần mới làm được một đề trắc nghiệm đúng không. Thì với phương pháp mà thầy Phương sẽ dạy cho thầy cô trong khóa học này, chúng ta chỉ cần mất 10 phút thôi sẽ có một bài trắc nghiệm tự chấm cho học sinh. Vậy học sinh làm thế nào? Học sinh sẽ điền vào đây. Đấy, họ tên này, chọn lớp của nó này. Bấm next này. Sau đó thì các con sẽ nhìn cái nội dung đề bài bên này. Và các con chọn bên này luôn cho nhé. Đấy, đây là 3 cộng 5 bằng 8 đáp án C. Đây là 5 là đáp án B. Đáp án các thầy cô hot unmute mute cho thầy những cái micro ấy nhé, trong trường hợp như vậy nhé. Đó rồi đây là tiếp theo này là 4 trừ 6 này đúng không, 4 thì cộng đúng không, là đáp án A này. Đấy thì học sinh cứ nhìn vào đây và nhìn bên này để các con sẽ làm. Thì các con sẽ làm như này và thầy cô sẽ nhìn thấy không, là thời gian này thì nó cứ đếm ngược, trong lúc các con làm thì nó sẽ đếm ngược. Và các cô nhìn là khi mà bắt đầu mà học sinh làm mà kể cả nó chưa hết giờ nhé, cái đến đồng hồ này nó chạy đến đây này, nó sẽ ra một cái thông báo này là bạn chỉ còn 30 giây nữa thì để nộp bài thôi. Nếu mà không gửi ngay kết quả thì bài của bạn sẽ bị hủy. Cho nên là học sinh sẽ phải nhanh chóng mà nộp bài. Đấy, ví dụ như nó có thể nhìn thêm ở đây làm thêm để cố cho nó đủ giờ đúng không ạ, hay hết bài thì vẫn có thể là cố được, vẫn làm thêm được một chút nữa được. Ví dụ như là câu 7 này chẳng hạn, câu 7 là đáp án A,
Câu 8 là, nhưng mà phải nhìn cái đồng hồ thế này, nếu mà hết giờ mà không nộp bài là bài sẽ bị hủy, đúng không? Đấy, hết giờ đến nơi rồi thì bấm vào nút gửi để gửi. Quên rồi, có cái này. Và học sinh có thể xem điểm ngay. Đó thì sẽ biết là điểm số, nếu như mà chúng ta cài đặt để cho con biết được điểm số. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bỏ chức năng xem điểm đi. Thông thường khi để theo chúng ta để làm với dạng là bài luyện tập thì chúng ta sẽ cho con xem điểm này và biết đáp án đúng đáp án sai, đúng không ạ? Còn lại là nếu như mà chúng ta làm bài thi thì chúng ta sẽ không cho các con biết đáp án đúng đáp án sai. Đấy. Và khi làm xong này nó báo hết giờ này. Nó sẽ chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Đấy. Chúc mừng bạn hoàn thành bài thi. Hãy về bảo mẹ mua kem liên hoan nha. Đó. Mọi người thấy rằng là các thầy cô có nhìn thấy cái sự hữu ích của cái dạng bài tập này, nó sẽ giúp mình trong một năm học như nào ạ? Những ai thấy được cái sự hữu ích mà mình có thể làm được sau khóa học này, nó sẽ giúp cho các thầy cô cuộc đời giáo viên của chúng ta nhé. Nếu mọi người biết dùng cái này này thì từ nay trở đi cuộc đời của chúng ta nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Thì các thầy cô nhìn này, là khi mà chúng ta thiết kế như này, học sinh làm xong ấy, thì nó sẽ có kết quả ngay cho giáo viên. Giáo viên không cần phải chấm, vì là sao, học sinh làm xong thì nó có kết quả luôn rồi, đúng không? Thì đâu có cần phải chấm, đúng không ạ? Giáo viên không cần chấm mà phần mềm nó chấm sẵn cho chúng ta luôn. Đây, thầy Phương sẽ mở cái phần nó chấm ra cho chúng ta nhìn nhé. Đây, đây là cái bài kiểm tra vừa rồi đây. Thì những bạn học sinh nào làm bài nó sẽ có kết quả đây, các thầy cô sẽ được nhìn là nó sẽ có thống kê cho chúng ta tỷ lệ phần trăm trả lời chính xác của từng câu hỏi một. Đấy, tỷ lệ này, đây là phần nó tính tỷ lệ nha. Rồi trong đây nó cũng sẽ cho chúng ta xem được từng câu hỏi một luôn là như thế nào này. Đấy, ai trả lời cái gì này, từng đây cá nhân, đây là điểm số của từng bạn, đây là bạn Bùi Duy Phương này, làm bài như thế nào, kết quả làm hiển thị ở đây. Đó, bạn chọn điểm như thế nào. Bạn tiếp theo là bạn Bùi này, làm như thế nào. Thì đây là những cái mà người, đây là thầy đánh thử vào đây này. Thầy làm thử là nó tên là toàn Bùi Phương thôi. Đó, đấy thì từng người một làm như thế nào, điểm số ra làm sao, đúng không ạ? Và chúng ta có thể xuất nó ra một bảng tổng hợp bằng Excel. Thì chúng ta sẽ có điểm đây, các thầy cô nhìn nha. Đấy, cái bạn Phương vừa rồi làm đây này. Nó báo giờ, ngày giờ làm là làm lúc 20 giờ 59 phút, chính là cái thời gian chúng ta vừa làm, đúng không? Đấy, bạn này vừa làm xong lại thời gian làm là lúc lúc nào, thấy chưa? Rồi kết quả điểm số của từng bạn đây, mọi người thấy sướng không ạ? Đấy, học sinh làm xong chúng ta có ngay điểm số gửi cho phụ huynh học sinh. Điểm số có ngay, không phải chấm. Thì các thầy cô có thấy rằng là nó sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của mình lên không ạ? Đấy. Bài tự luận thì áp dụng như nào, đúng không? Ai muốn biết bài tự luận áp dụng như nào thì phải học vào trong khóa học, thầy sẽ dạy. Thế chưa? Ngồi ở đây nói thì sẽ không dạy. Bởi vì là cái cách này thầy sẽ dạy cho thầy cô này. Một là có thể học sinh có thể làm được như sau nhé, để mọi người biết rằng cái khóa học nó đỉnh cao như nào. Là bài tự chấm này là những bài mà mình làm thiết kế dưới dạng bài tập trắc nghiệm, thì học sinh chỉ cần bấm là làm xong, đúng không? Dạng bài thứ hai là dạng mà tự luận, như điền điền đáp án vào ô trống, dạng đó phần mềm cũng tự chấm luôn, chúng ta không không cần phải làm, tức là cũng ra cái dạng bài trong ra đề bài, học sinh điền đáp án, thấy chưa? Dạng thứ ba là cái dạng là còn đỉnh hơn là như này, là học sinh có thể làm, ví dụ ra một cái đề tập làm văn, học sinh làm ở giấy, hoặc là các con làm đánh bằng phay guốt, hoặc các con đánh bằng giấy, hay các cô ra trong đề một đề toán đố. Đấy, hoặc là các cô dạy mỹ thuật thì các yêu cầu các con là vẽ một bài vẽ. Sau khi mà các con vẽ xong thì có thể làm là up cái bài làm đấy lên và cô có thể chấm được điểm. Trong bài tập của mình có thể kết hợp cả bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận ở bên dưới. Như vậy phần trên trắc nghiệm thì máy sẽ tự chấm. Còn phần tự luận thì các cô sẽ mở vào phần đó, các cô nhìn và cho điểm. Ok nhỉ? Đó. Đó chính là những cái điều mà chúng ta được học trong khóa học này. Thấy chưa? Ok. Các con có thể sử dụng thiết bị nào để làm bài? Có thể làm bằng điện thoại hay là bằng máy tính đều được. Hay không ạ? Chúng ta có thể post nó lên online.
để cho học sinh cả lớp truy cập vào làm online. Các thầy cô trước đây khi thiết kế bài giảng e-learning thì chúng ta bị mắc một cái là chúng ta thiết kế cái bài giảng e-learning này nhưng mà chúng ta lại chỉ gửi cả nguyên cái cục bài giảng e-learning đó cho học sinh thôi, đúng không? Chứ còn nhiều người cũng chưa biết nó để đưa lên online như thế nào để có thể là cái bài giảng e-learning học sinh có thể làm được, xem được bài giảng e-learning của mình. Thì trong khóa học này thầy cũng dạy luôn cho thầy cô là cái cách đưa cái bài giảng e-learning đã thiết kế trên Presenter hay là iSpring hay là Storyline lên online để học sinh có thể vào và làm bài. Vậy thì các thầy cô nhìn thấy này, với cái khóa học này các thầy cô có thể kết hợp form với lại Google Form với lại phần mềm thiết kế bài giảng e-learning là Storyline để các bạn làm đề kiểm tra. Nhưng các thầy cô cũng sử dụng hoàn toàn e-learning được. Ví dụ như các thầy cô nào mà dạy tiếng Anh chẳng hạn, chúng ta muốn biến là bài thi thì hoàn toàn là trên phần mềm e-learning luôn, tức là những câu hỏi ABC thiết kế trên phần mềm thiết kế bài giảng e-learning, có video, có âm thanh, có cô mặt cô giảng bài các kiểu, đúng không? Như chúng ta vẫn làm e-learning thì sau đó vẫn up lên và vẫn chấm điểm bình thường. Đó. Mọi người thấy ok chưa nhỉ? Cô Trần thì hỏi là trong khóa học thì thầy có hướng dẫn cách tạo nhiều đề khác nhau cho học sinh để tránh trùng đề không ạ? Để xem thời gian có hay không đã. Nếu có thời gian thì thầy sẽ hướng dẫn. Còn nếu không, bởi vì là chúng ta có 2 ngày thôi, 2 ngày mà sẽ có rất nhiều nội dung. Đấy. Thì thầy phải xem cái vấn đề này đã. Được chưa? Rồi, ok. Có cô nào bây giờ sẽ bật micro nha, cho các thầy cô sẽ hỏi. Chúng ta sẽ có mấy phút nữa nhỉ? Hay là hết giờ này? Hết giờ chưa? Chúng ta hết giờ rồi. Chúng ta sẽ có 5 phút để cho các thầy cô có thể hơn 10 phút đi nha. 10 phút để cho các thầy cô có thể hỏi đáp một chút, phát biểu cái gì đấy, rồi sau đó chúng ta sẽ tạm biệt nhau nha. Để sắp thì cô ở trong Pro Teacher Army chúng ta sẽ vào học tiếp. Ok, ok, xin mời các thầy cô. Có ai cần đặt câu hỏi gì nữa không ạ? Vâng, đang rất mong đến thứ bảy để được nghe thầy dạy, đúng không? Ok, cảm ơn thầy. Đấy, cô Nguyên Võ là giờ mới biết đến đúng không ạ? Giờ mới biết đến thì nếu như mà thầy cô đó mà biết cái thầy cô Pro Teacher Army nào mà hướng dẫn mình ấy, gửi cho mình cái đường link ấy, thì thầy cô liên hệ với thầy cô đó để vào trong nhóm của các Pro Teacher nhá. Bởi vì các thầy cô là trong Pro Teacher Army trong cái khóa học này sẽ là những người mà tình nguyện nhá. Xin giới thiệu với thầy cô điều này là các thầy cô này, một số thầy cô có thể nhìn thấy là có cái áo giống như thầy này. Đấy, cô Thảo này hay một số cô đang ngồi có cái áo giống như thầy này, mọi người nhìn thấy không ạ? Là những thầy cô trưởng nhóm của các thầy cô ấy, chính là những người giống như các thầy cô là trước đây là cũng đi tham gia các khóa học như các thầy cô ở đây này. Sau đó họ tiếp tục học những khóa học chuyên sâu hơn cùng với thầy, họ được phát triển rất là nhiều. Cũng có một số cô thì vừa mới vào xong nhưng mà thấy yêu cái đội ngũ này quá. Đấy. Yêu lớp học quá và họ quyết định là sẽ cống hiến tình nguyện bằng cách là họ sẽ tình nguyện đứng ra tổ chức các cái nhóm của các thầy cô. Họ sẽ tình nguyện phục vụ các thầy cô là hỗ trợ cài đặt phần mềm giải đáp, đồng hành cùng với các thầy cô trong toàn bộ khóa học. Cho nên là đây là những con người tuyệt vời, chính là những người nhóm trưởng của thầy cô đấy ạ. Họ là những Pro Teacher Army. Thì các thầy cô nào mà được họ giới thiệu thì hãy về nhóm đó để xin, để vào học. Các thầy cô đó sẽ hướng dẫn các thầy cô cài đặt phần mềm đầy đủ. Và những ai thực hiện xong toàn bộ cái phần cài đặt phần mềm thì chúng ta sẽ được có mặt ở trong buổi học ngày thứ bảy chủ nhật tuần này. Các thầy cô biết rằng là khóa học này bình thường thầy Phương dạy là đều thu phí là 500.000. Nhưng vì cái các thầy cô là bạn bè của các thầy cô thành viên Pro Teacher Army, và khóa học này thì đúng lịch là thầy bồi dưỡng riêng cho đội ngũ Pro Teacher Army mà thôi. Nhưng mà các thầy cô nói rằng là thực sự là với thầy là cái khóa này nó quá là ý nghĩa đối với bọn em. Cho nên là những thầy cô khác ở trong trường bọn em cũng rất là cần được tham gia cái này. Thì mong thầy hỗ trợ để cho các thầy cô đó tham gia cùng với bọn em. Đó, chính vì lý do đó thì tại sao mà thầy Phương quyết định rằng là những ai mà được các thầy cô Pro Teacher Army giới thiệu ấy, thì thầy sẽ cho học miễn phí. Đấy nhá, miễn phí. Còn lại những người nào mà dân tự do ở bên ngoài thì sẽ đóng đúng học phí như bình thường. Ok không ạ? Ok không các thầy cô nhỉ? Đấy. Rồi, chắc thầy cô không cần hỏi gì nữa thì mọi người hãy nhanh chóng nha, về nhóm của mình này, động viên nhau, khuyến khích nhau là cài đặt phần mềm cho đầy đủ, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ được có mặt ở trong buổi tập huấn ngày thứ bảy chủ nhật nữa. Chắc chắn là các thầy cô sẽ được học thêm được rất là nhiều thứ, những thứ mà
bình thường sẽ chắc thầy Phương nghĩ là chẳng ai dạy các thầy cô hết. Đấy. Nhưng mà thầy Phương sẽ cung cấp những thứ rất là mới. Có những thầy cô thì dùng Google Form từ đời nào rồi đúng không ạ? Bởi vì những thầy cô đấy tham gia với thầy từ đầu. Đấy, kể cả Pro Teacher Ami đã dùng Google Form từ rất là lâu rồi, từ khi học cùng với thầy. Nhưng trong khóa học này sẽ được học rất nhiều điều mới nữa mà các thầy cô chưa biết. Thấy chưa? Cho nên là khóa học này thì các thầy cô phải cố gắng để được có mặt nha, đừng ai bỏ lỡ đúng không ạ? Ok. Xin tạm biệt mọi người ạ. Hãy bật micro, tất cả bật micro chào nhau đi ạ. Chúng ta sẽ chào nhau và chúc nhau ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi ngày thứ bảy chủ nhật tuần này ạ. Ok. Chào thầy cô. Xin tạm biệt mọi người. Các thầy cô có bật được micro không nhỉ? Hãy bật micro lên nhé. Ok, chúng ta bật micro chào nhau nhá. Chào các thầy cô ạ. Tạm biệt mọi người. Bây giờ các thầy cô Ami chúng ta sẽ học tiếp nha. Chúng ta sẽ quay trở lại phòng của mình cái đường link cũ các thầy cô nhá. Đường link cũ của trong nhóm của chúng ta để chúng ta sẽ vào học nha. Ok. À, có một số thầy cô không bật đường mic đúng không ạ? Không bật đường mic. Bởi vì là phòng Zoom này khi mà nó nhiều người quá thì là đôi lúc là thầy không điều khiển được hết cái micro cho các thầy cô được. Mọi người phải tự bật thôi. Bởi có lúc nó sẽ nó hơi chậm một chút. Ok. Rồi, xin chào mọi người.